Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tụ tập, cổ vũ đua xe, bốc đầu, chạy lạng lách, đánh võng, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ 16 thuộc địa phận thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Bằng biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đã mời 10 đối tượng về trụ sở công an làm rõ vụ việc. Tại trụ sở công an huyện Quế Phong, các thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và hứa không bao giờ tái phạm. Sau đó, công an cũng đã liên lạc với phụ huynh và xử lý hành chính về lỗi giao xe cho trẻ vị thành niên, đồng thời tạm giữ 4 xe máy và 4 dao kiếm mác tuyếp